Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 4, phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều chỉnh phiên họp thứ 44 lùi lại một tuần so với kế hoạch ban đầu. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn có những ý kiến khác nhau của hai dự án luật là luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật thanh niên sửa đổi. Cũng tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến để trình Quốc hội lần đầu đối với 4 dự án luật. Tại phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA và gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Cũng trong phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 và hai nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương của Chính phủ trong tiếp thu các ý kiến tại phiên họp bất thường sáng 8 tháng 4 và kịp thời ban hành nghị quyết nhanh chóng chỉ đạo triển khai gói an sinh xã hội này đến những người dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Kỳ họp thứ 16, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra chiều nay 20 tháng 4 với chỉ một buổi họp. 46 trên 49 đại biểu tham dự theo hình thức tập trung. Mỗi đại biểu được giãn cách theo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020, đồng thời cho ý kiến đối với một số tờ trình về chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Về các lĩnh vực đất đai và đầu tư công. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nghe tờ trình miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Long do nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Đồng thời bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Ngọc Khánh. Với kết quả 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu bầu chọn, ông Lê Ngọc Khánh sinh ngày 10 tháng 5 năm 1968, quê quán xã Mỹ Tho, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, thạc sĩ kinh tế cao cấp chính trị, hiện là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Tài chính, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe 17 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 17 báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và 14 nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn tỉnh, đối tượng bảo trợ gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổng mức hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nghe tờ trình về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đầu tư công. Tất cả các tờ trình, báo cáo và nghị quyết đều được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp. Hội đồng Nhân dân kêu gọi các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã đề ra để cùng nhau vượt qua dịch bệnh COVID-19, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phồn vinh và vững chắc. Thưa quý vị, trong tháng 4 thì gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ đến tay người thụ hưởng. Gói hỗ trợ gần 62.000 tỷ đồng, quy mô chưa có tiền lệ là hành động cấp bách, kịp thời của chính phủ Việt Nam để ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong tháng 4, gói hỗ trợ gần 62.000 tỷ đồng cho những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh COVID-19, cơ bản được áp dụng ngay với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Đối tượng thụ hưởng từ chính sách bảo hiểm xã hội thì có thể áp dụng ngay trong tuần này khi Thủ tướng ký quyết định về tiêu chí và cách làm cụ thể. Đối với nhóm hộ kinh doanh cá thể sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình nộp thuế trong quý 1 để triển khai hỗ trợ. Dự kiến nhóm này sẽ nhận được hỗ trợ vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Với 7 nhóm lao động tự do bao gồm những người bán hàng rong, người chạy xe ôm, thu rác, bốc vác, bán vé số, những lao động trong dịch vụ nhà hàng ăn uống, chăm sóc sức khỏe sẽ có các hướng dẫn chi tiết của từng địa phương, dựa vào đó khảo sát, đánh giá và lên danh sách cụ thể. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine ngừa lao để ngừa dịch bệnh COVID-19.
Sẽ có khoảng 800 người gồm có y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và người tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính được tiêm thử nghiệm để phục vụ nghiên cứu về COVID-19. Thử nghiệm dựa trên một nghiên cứu bước đầu của nhóm chuyên gia Mỹ và Ireland chỉ ra rằng những nước nào có chương trình tiêm đại trà vaccine BCG ngừa bệnh lao thì có ít bệnh nhân tử vong vì dịch bệnh COVID-19 hơn. Việt Nam đã đưa vaccine này vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 1984. Do đó, Bộ Y tế quyết định tiến hành thử nghiệm tiêm vaccine BCG cho các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 để phục vụ đề tài nghiên cứu. Đây cũng là vaccine Việt Nam tự sản xuất và vẫn đang được tiêm miễn phí cho trẻ em dưới 1 tuổi trên cả nước. Hiện trên thế giới đã có ít nhất 6 quốc gia đang tiến hành thử nghiệm này. Thống kê của 58 tỉnh thành phố trên cả nước thì hiện có trên 3.000 khách quốc tế mắc kẹt tại Việt Nam vì dịch bệnh COVID-19, trong đó khoảng 400 người mong muốn được về nước. Danh sách 400 du khách quốc tế mắc kẹt tại Việt Nam vì dịch bệnh COVID-19 và đang mong muốn được về nước đã được gửi sang Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Ngoại giao để tìm giải pháp cho những du khách này xuất cảnh. Trước đó, ngày 10 tháng 4, Tổng cục Du lịch đã yêu cầu ngành du lịch các địa phương thống kê và báo cáo số khách nước ngoài đang mắc kẹt, có nhu cầu rời Việt Nam, đồng thời đề nghị cơ sở kinh doanh lưu trú miễn giảm tiền phòng nghỉ, tiền ăn cho du khách đến khi thu xếp được chuyến bay đưa họ về nước. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại văn bản 3738 về tiếp tục các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, thì sau thời điểm triển khai chỉ thị 16 của chính phủ, hoạt động vận tải khách công cộng liên tỉnh trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động trở lại. Sau thời điểm cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16 của chính phủ, những địa phương trong cùng nhóm được nối lại hoạt động. Tuy nhiên, trong thực tế, việc kết nối này khó thực hiện do hành trình giữa các điểm đi và đến của nhóm địa phương này có thể bị gián đoạn vì phải qua địa phương thuộc nhóm khác. Riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giáp ranh đến 3 địa phương có nguy cơ cao lẫn địa phương có nguy cơ về dịch bệnh COVID-19, nên Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cụ thể hóa văn bản số 3738 của Ủy ban nhân dân tỉnh bằng quy định tất cả hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh vẫn tạm ngưng hoạt động trước mắt đến ngày 22 tháng 4 để chờ thông báo mới từ chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, từ ngày 16 tháng 4 đến nay, tất cả xe khách liên tỉnh tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn tiếp tục nằm bãi. Thưa quý vị, theo quy định của luật thủy sản thì tất cả tàu cá dài từ 15 mét trở lên phải gắn thiết bị giám sát hành trình để quản lý trong quá trình khai thác thủy sản trên biển. Còn đối với tàu cá dài từ 24 mét trở lên thì thiết bị giám sát hành trình phải lắp đặt trước ngày 1 tháng 7 năm 2019. Tàu cá dài từ 15 mét đến dưới 24 mét lắp đặt thiết bị trước ngày 1 tháng 4 năm 2020. Tàu Bà Rịa Vũng Tàu thì đến nay hầu hết tàu cá đánh bắt xa bờ, nhất là tàu câu cá ngừ đại dương, đã được chủ tàu lắp thiết bị giám sát hành trình và khai báo với cơ quan chức năng. Và vẫn còn một số chủ tàu chưa thực hiện theo quy định này. Thống kê từ Chi cục Thủy sản tỉnh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 5.831 tàu cá, trong đó tàu khai thác thủy sản xa bờ có chiều dài từ 15 mét trở lên là 2.892 chiếc, chiếm 49,6% tổng tàu cá của tỉnh. Đến hết tháng 3 năm 2020, 2.243 trên 2.892 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 77,5%. Ngoài ra, còn có 792 tàu cá đã lắp thiết bị liên lạc định vị vệ tinh GPS VX-1700. Ngành chức năng đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên, nhất là các tàu cá hành nghề khơi xa, đồng thời bắt buộc tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động trên vùng biển xa phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo lộ trình của chính phủ. Hiện đã qua thời hạn các chủ tàu phải hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát, nên ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm các tàu cá vẫn chưa thực hiện quy định pháp luật về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Thưa quý vị, tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới bắt đầu xuất hiện một số tín hiệu tích cực, đặc biệt là tại các điểm nóng như Mỹ và châu Âu, khi mà số ca nhiễm và tử vong mới vừa có dấu hiệu giảm. Tổng số ca nhiễm trên toàn cầu trong 24 giờ qua là hơn 2,4 triệu người, trong đó có hơn 165.000 trường hợp tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia đứng đầu với 764.000 ca nhiễm và hơn 40.500 ca tử vong. Dù hai chỉ số này đều giảm mạnh so với một ngày trước đó, tại New York, số ca tử vong do dịch lại tăng nhẹ. Trong khi đó, tại châu Âu, Tây Ban Nha đã ghi nhận số ca tử vong mới trong ngày thấp nhất trong gần một tháng qua. Anh cũng thông báo có thêm gần 600 ca tử vong. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất trong gần 2 tuần trở lại đây.
Còn tại châu Á, Hàn Quốc lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức dưới 10, trong khi Lào đã trải qua 7 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới. Châu Phi và Trung Đông vừa ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 mới. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Châu Phi, thì số ca dương tính với chủng mới của virus corona tại châu lục này đã tăng thêm hơn 1.000 trường hợp, lên 21.317 và có thêm 65 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Châu Phi cho biết dịch COVID-19 đang nhanh chóng lan rộng trên khắp châu lục. Đến thời điểm hiện tại, virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở 52 trong tổng số 55 nước thành viên của Châu Phi, trong đó Nam Phi, Ai Cập, Maroc và Algeria bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính trên toàn châu lục đã có 1.080 người tử vong trong tổng số 21.317 ca nhiễm, hơn 5.200 người đã khỏi bệnh. Khu vực Trung Đông cũng đang đối mặt với tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn. Trong 24 giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện thêm gần 4.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 86.000 trường hợp, trong đó hơn 2.000 người tử vong. Trong khi Qatar, Oman và Iraq ghi nhận từ hàng chục đến hàng trăm ca nhiễm mới. Dù đã ghi nhận tín hiệu tích cực, song nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch tái bùng phát. Tại Đức, một số thành phố cùng hai bang tại nước này đã bắt đầu quy định người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại khu vực và trên phương tiện công cộng từ ngày hôm nay 20 tháng 4. Chính quyền thủ đô Paris của Pháp cũng đang cân nhắc đưa ra quyết định tương tự sau khi lệnh phong tỏa tại nước này dự kiến được dỡ bỏ vào ngày 11 tháng 5. Tại châu Á, chính phủ Thái Lan cho biết sẽ cắt giảm hơn 30% ngân sách tài khoá 2020, tương đương hơn 120 triệu đô la Mỹ của Hải quân Hoàng gia để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội đến đầu tháng 5 và sau đó dần nới lỏng. Còn tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết các nghị sĩ lưỡng viện Mỹ đang tiến gần đến việc đạt được một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới nhằm giảm bớt các thiệt hại tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết các nghị sĩ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang tiến đến rất gần một thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới và sẽ công bố chính sách này trong ngày mai 21 tháng 4. Gói kích thích mới sẽ bao gồm các hỗ trợ dành cho người lao động và các doanh nghiệp nhỏ cũng như các bệnh viện. Tính tới đây, Mỹ đã đưa ra 3 gói kích thích kinh tế để ứng phó các tác động nặng nề của dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi một bệnh nhân trốn viện khiến cho nỗ lực kiểm soát dịch tại đây diễn biến phức tạp hơn. Hiện Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ còn cách một ngày trước khi tuyên bố kết thúc dịch Ebola lớn thứ hai thế giới, sau hơn 7 tuần không xác nhận ca nhiễm mới. Kể từ khi một chuỗi lây nhiễm mới được phát hiện hôm 10 tháng 4 đến nay, giới chức y tế đã tìm cách kiểm soát sự tái lây lan của dịch. Tuy nhiên, hôm 17 tháng 4, một người lái xe ôm 28 tuổi có kết quả dương tính với Ebola đã trốn khỏi trung tâm y tế nơi người này đang được điều trị tại thị trấn Beni. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ sử dụng mọi biện pháp để tách trường hợp trên khỏi cộng đồng, cảnh báo sẽ có nhiều ca nhiễm chéo. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, một đối tượng 51 tuổi vừa thực hiện nhiều vụ nổ súng khiến cho hơn 10 người thiệt mạng, trong đó ít nhất là có một cảnh sát tại tỉnh Nova Scotia của Canada. Cảnh sát tại tỉnh Nova Scotia, Canada cho biết nghi phạm có tên là Gabriel Goldman đã thực hiện các vụ nổ súng tại nhiều địa điểm ở tỉnh này trong khoảng 12 giờ qua. Hiện cảnh sát vẫn đang xác minh con số tử vong cuối cùng. Thông báo cũng cho biết thủ phạm đã chết. Phát biểu với báo giới tại Ottawa, Thủ tướng Justin Trudeau đã gửi lời chia buồn với thân nhân các nạn nhân trong vụ việc mà theo ông là kinh khủng này. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 20 tháng 4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, nắng nóng chỉ duy trì ở một số khu vực phía bắc của tỉnh, bao gồm thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, phía bắc huyện Xuyên Mộc. Các khu vực khác, mức nhiệt từ 32 đến 34 độ, chiều tối và đêm mức nhiệt 26 đến 28 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng. Riêng khu vực phía bắc của tỉnh có nắng nóng.
gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Bắc từ 34 đến 36 độ. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có lúc có mưa, ngày mai trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, cao nhất 33 độ. Thời tiết vùng biển, Vũng Tàu Côn Đảo hiện khá tốt, trời có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Tại Vũng Tàu ngày 21 tháng 4 năm 2020, mực nước cao nhất 370cm xuất hiện lúc 13 giờ, thấp nhất 140cm xuất hiện lúc 7 giờ. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.